Ngày 25 tháng 1, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nhân NDT, 20 tuổi, Trà Vinh, bơm dung dịch silicon lỏng không rõ nguồn gốc, khiến gương mặt, môi, má bị cứng đơ như khối bê tông, khắp lưng mọc mụn bọc chi chít. Thông qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã mua silicon lỏng với giá hơi ngoài chợ và được giới thiệu làm mỡ nhân tạo nhập từ Thái Lan với tác dụng làm đẹp thần kỳ, xấu chỗ nào, bơm chỗ ấy. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản, không cần UT, chỉ cần dùng cồn bôi lên vùng da cần bơm và thực hiện bơm silicon vào chỗ muốn đẹp là được. Sau đó, tên rủ hội nhóm LGBT và chị em phụ nữ trong xóm ra nhà kho cùng trải nghiệm loại thần dược. Để tiết kiệm chi phí, cả nhóm quyết định dùng chung một ống bơm mà không dùng thêm bất cứ dụng cụ vô trùng nào, cũng không cần tìm đến giới chuyên môn hay bác sĩ tham khảo ý kiến. Trong quá trình tự bơm, nếu bất kỳ ai cảm thấy đau nhức, khó chịu, sẽ dùng cồn để bôi sát trùng. Thậm chí, nếu silicone bị trào ra, thì sẽ khắc phục tức thì bằng keo con voi để dán lại. Chỗ nào xấu, thiếu, hóp quá là chích. Chích đến lúc nào mình thấy coi được là ngưng. Tây Bình Thản kể và khẳng định có những người đã chích tới 1-2 lít silicone lỏng vào cơ thể. Tây cho hay, ở chỗ tôi sống, mọi người bơm silicone lỏng như một thói quen. Người bán nói đó là mỡ nhân tạo nhập khẩu từ Thái Lan. Silicon được đựng trong chai nước suối không có nhãn mác, có màu trắng sóng sánh như dầu ăn và bán đổ đống với giá chỉ 1-2 triệu đồng nửa lít. Silicon được hấp như một loại thức ăn, sau đó lọc qua rây để mịn. Hên thì mua được silicon mới, mịn sẽ dễ bơm, mà xui thì trúng silicon để lâu ngày phải nấu lại. Chỉ sau ít giờ tiêm, Tê bắt đầu sốt cao, chân run co giật và sau đó là hàng loạt biến chứng ập đến như sưng cứng môi, má, lưng bắt đầu mọc mụn chi chít. Còn một số người khác cũng bị hoại tử vùng tiêm silicone, hoại tử ngực. Khi cơ thể bắt đầu với những biến chứng và biểu hiện nghiêm trọng hơn, silicone đóng khối khiến Tê không thể mở miệng nói chuyện và không ăn uống bình thường. Nguyên vùng cổ và lưng bị lên mụn dày đặc, nhiều chỗ lở loét. Cắn răng chịu đựng vì dại dột. Điều đáng nói là dù biết tiêm silicone lỏng sẽ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, Tê vẫn tin vào lời truyền miệng của bà con trong xóm về loại thần dược này. Thậm chí, những người còn nghĩ chuyện tiêm xong bị biến chứng là vì xui thôi. Chỉ sau vài tiếng kể từ khi tiêm silicon vào vùng rãnh má và môi, em bị sốt cao, cả người co giật, gương mặt ê buốt và sưng phồng. Vùng má bị cứng đơ, đỏ bừng như nổi gân máu. Gia đình cho em uống thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt liên tục nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, Tê khai nhận với bác sĩ. Lo sợ biến chứng nặng, Tê thúc giục người thân đưa tới cơ sở thẩm mỹ viện gần nhà để hút silicon lỏng ra khỏi cơ thể. Toàn bộ quá trình hút silicon diễn ra không được gây mê. Anh Tê cắn răng chịu đựng hút silicon sống suốt 2 giờ đồng hồ. Sau quá trình, kỹ thuật viên cho anh Tê đơn thuốc về nhà uống. Nhưng đến khi hết thuốc, tình trạng của Tê không có chuyển biến gì mà lại trở nên căng cứng và sưng to gấp đôi so với ban đầu. Nghiêm trọng hơn, Tê cảm nhận được từng dòng silicone lỏng vẫn đang tồn tại trên mặt và chảy từ rãnh mũi, má xuống mép miệng. 3 tháng sau, anh Tê đến một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục hút dịch silicone vùng mặt. Lúc này, silicone đã lan rộng hết 2 bộ má, khiến mặt cứng đơ, môi hết và miệng không thể cười. Qua thăm khám lâm sàng, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, silicone nổi lợn cợn và lan xa hơn nửa khuôn mặt, mẩn đỏ và mụn mọc chi chít gây sưng tấy khắp người. Ngay lập tức, bác sĩ chỉ đạo nạo vét silicone vùng mặt và môi, kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân. Silicone đóng thành từng khối cứng như bê tông, ngấm sâu và thẩm thấu từ lớp biểu bì da vào tận mô cơ, gây viêm nặng. Silicone lan rộng gây tê cứng hoàn toàn vùng miệng, khiến môi răng cứng, sưng to, phồng rộp và bị tím tái. Quá trình bóc tách vô cùng khó khăn vì silicone lỏng, phóng cục và hòa lẫn vào mô hoại tử, do đó rất khó để phân biệt. Cả ekip đã phải tỉ mỉ vét sạch từng chút các mảnh silicone công nghiệp dính chặt trong các tế bào của bệnh nhân, bơm rửa và làm sạch toàn bộ ổ dịch để tránh nguy cơ hoại tử gương mặt. Bác sĩ Tú Dung chia sẻ. Sau ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 giờ, hiện sức khỏe của Tê đã ổn định và được tiếp tục truyền kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng. Trường hợp này một lần nữa cảnh báo về vấn nạn buôn bán và tiêm chích silicone lỏng tràn lan. Theo bác sĩ Tú Dung, thời điểm cuối năm được xem là thời khắc vàng để làm đẹp. Do đó, rất nhiều người đã lựa chọn các phương pháp làm đẹp tiện dụng và rẻ để giải quyết nhu cầu làm đẹp đón Tết mà không quan tâm đến hậu quả khôn lường của những phương pháp này. Vì lợi ích cá nhân mà hàng loạt con buôn, spa, thẩm mỹ viện không có giấy phép, bất chấp làm việc trái pháp luật và đạo đức. Thực chất, không có bất kỳ sản phẩm nào gọi là mỡ nhân tạo Thái Lan, tất cả chỉ là chiêu trò dụ dỗ khách hàng. Đáng buồn là ngoài kia còn có rất nhiều người ham rẻ, bỏ qua quy trình an toàn trong thẩm mỹ, theo đuổi các phương pháp làm đẹp tức thời mà không mang biến chứng, để rồi nhận hậu quả đáng tiếc. Bác sĩ Tú Dung khuyên khách hàng nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định làm đẹp. Tốt nhất là đến các bệnh viện lớn có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để được các bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm tư vấn và thực hiện, tránh hệ lụy khôn lường gây thương tật suốt đời, thậm chí tử vong.
Silicon là chất làm đẹp trong lĩnh vực y khoa và được sử dụng ban đầu vào thập niên 1950. Sau đó, silicon được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Công thức hóa học phổ biến thường dùng là cyclobenta-silosane và cyclohexa-silosane. Thỉnh thoảng, có gặp loại dimethicone và phenyltrimethicone. Sản phẩm silicon tồn tại dưới các dạng kem, lỏng, keo, xà phòng và huyết tương. Thực chất, silicon là chất lỏng đặc biệt được tinh chế từ cát. Chất lỏng này có khả năng làm đầy, tạo và giữ dáng khỏe mạnh khi nó được tiêm vào các cơ quan có mô liên kết lỏng lẻo như da trán, mi mắt, da mặt, da tay, v.v. và đặc biệt là dùng để nâng ngực dưới dạng túi, túi ngực. Mục đích của việc sử dụng silicon chính là làm cho người dùng có thân hình tươi trẻ, khỏe mạnh và hấp dẫn hơn. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân nên không ít người sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm cấy silicon đã bị biến chứng gây tổn thương đến sức khỏe. Theo bà Phạm Thị Việt Dung, giảng viên bộ môn phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội, thì bản chất silicon là một hóa chất tổng hợp không tự nhiên nên không thể hấp thụ vào cơ thể con người. Ngược lại, nó tồn tại vĩnh cửu trong cơ thể người được tiêm với những tai biến nghiêm trọng. Thế nhưng không ít cơ sở thẩm mỹ đã lừa khách hàng bằng cách chỉ nói đây là chất làm đầy, nhưng thực chất đó là silicon lỏng. Đây là loại chất bị cấm, gây nguy hiểm và được nhiều cơ sở thẩm mỹ sử dụng dưới tên chất làm đầy hoặc mỡ nhân tạo để lừa khách hàng. Những hệ lụy khôn lường. Theo các nhà khoa học, silicon nếu tồn tại lâu dưới da sẽ chiếm các khoảng trống và gây nên tình trạng thiếu dinh dưỡng tại chỗ, gây thuyên tắc hệ thống mạch bạch huyết, dẫn đến nhiễm trùng cục bộ, thậm chí biến chứng nhiễm trùng toàn thân dẫn đến tử vong. Cùng với đó, silicon còn có thể trở thành độc tố, tác nhân gây bệnh cho con người và để lại hậu quả nghiêm trọng trên cơ thể như biến dạng, thoái hóa, thoái sản vùng được tiêm. Kết quả được các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, silicon có thể để lại nhiều di chứng tồi tệ trên cơ thể con người và khuyến cáo phải hết sức cẩn thận khi sử dụng. Các chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ trong nước và quốc tế cũng cho rằng, do thiếu hiểu biết về tác hại của silicon đối với cơ thể con người và do sự nhẹ dạ, cả tin, nên khá đông chị em phụ nữ bị các cơ sở thẩm mỹ lừa dối. Không ít trường hợp sau khi tiêm, cấy silicon từ 5 đến 10 năm vẫn bị biến chứng. Tất cả phụ thuộc vào lượng silicon được bơm vào người nhiều hay ít. Các chuyên gia còn đưa ra khuyến cáo, khi có nhu cầu làm thẩm mỹ, mọi người hãy nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ có uy tín để được bác sĩ tư vấn. Cùng với đó, cần sáng suốt lựa chọn gói dịch vụ nào cho phù hợp, tránh tiền mất tật mang do thiếu hiểu biết.